Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Áo hôm nay thông báo quyết định trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga. Lý do được Áo đưa ra là những người này cư xử không phù hợp với các thỏa thuận quốc tế. Thông báo nêu rõ là 4 nhà ngoại giao nói trên không được hoan nghênh tại Áo và phải rời nước này muộn nhất vào ngày 8 tháng 2. Trong số này, hai người công tác tại Đại sứ quán Nga tại Áo và hai người còn lại công tác tại Phái bộ của Nga tại Liên Hợp Quốc ở Viên. ngoại trưởng mỹ antony blinken vừa thông báo là các biện pháp mới hạn chế thị thực đối với các thành viên lực lượng taliban liên quan việc chính quyền taliban cấm phụ nữ học đại học và làm việc với các tổ chức quốc tế ở afghanistan trong thông báo ngoại trưởng antony blinken nêu rõ mỹ bổ sung các hạn chế thị thực đối với một số thành viên hiện tại và cựu thành viên taliban các thành viên của các nhóm an ninh và các cá nhân được cho là phải chịu trách nhiệm hoặc ủng hộ các biện pháp áp chế phụ nữ và trẻ em gái ở afghanistan các hành động áp chế bao gồm cấm phụ nữ học đại học và làm việc cho các tổ chức phi chính phủ Ông Blinken nêu rõ Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với các nước đồng minh để thể hiện rõ với Taliban rằng các hành động nêu trên sẽ gây hậu quả nặng nề và có thể khép lại con đường cải thiện quan hệ với cộng đồng quốc tế. EU vừa công bố mức giá tham chiếu mới với khí tự nhiên hóa lỏng NLG. Đây được coi là một phần trong kế hoạch áp trần giá khí đốt nếu mặt hàng này tiếp tục tăng đột biến như đã xảy ra vào hồi năm ngoái khi Nga hạn chế nguồn cung. Mức giá khí tự nhiên hóa lỏng LNG tham chiếu được Liên minh châu Âu-EU công bố vào cuối ngày 1 tháng 2 là 55,21 euro mỗi megawatt giờ, dựa trên mức giá LNG trên toàn cầu. Mức giá này được áp dụng song song với giá khí đốt châu Âu để tiến tới áp trần giá khí đốt nếu giá mặt hàng này tăng lên một mức nhất định. Theo đó, từ ngày 15 tháng 2 tới, giá khí đốt ở EU sẽ được giới hạn nếu giá tiêu chuẩn vượt quá 180 euro mỗi megawatt giờ trong 3 ngày và giá LNG cao hơn 35 euro mỗi megawatt giờ so với giá tham chiếu. Cuối năm ngoái, Bộ trưởng Năng lượng các quốc gia thành viên EU đã thống nhất mức trần giá khí đốt là 180 euro mỗi megawatt giờ và mức giới hạn giá này dự định sẽ kéo dài trong một năm. Ngày 31 tháng 1 vừa qua, đánh dấu tròn 3 năm, nước Anh chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu EU. Bất chấp những hy vọng và hứa hẹn về triển vọng kinh tế tốt đẹp nhờ Brexit, nước Anh hiện đang lâm vào cuộc khủng hoảng, chi phí sinh hoạt và nền kinh tế trì trệ. Những khó khăn khách quan là Covid-19 và cuộc chiến ở Ukraine càng làm tăng thêm khách thức cho kinh tế Anh. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Anh thì lại cho rằng chính khó khăn trong làm ăn với thị trường gần nhất là EU hậu Brexit lại là rào cản lớn nhất cho kinh tế xứ sở sương mù. 23 giờ ngày 31 tháng 1 năm 2020, người dân Anh trên khắp đất nước ăn mừng vì được rời khỏi EU. Tuy nhiên, đó cũng là thời khắc vui vẻ duy nhất của cuộc chia ly Anh-EU. Kể từ đó, các khó khăn kinh tế ập đến. Thị trấn Torok đã là một trong những nơi bỏ phiếu ủng hộ Brexit nhiều nhất. Người dân địa phương giờ đây thừa nhận lợi ích từ Brexit sẽ phải mất nhiều thời gian. Tôi đoán sẽ mất 10 năm nữa và với một chính phủ mới, hy vọng tình hình mới phục hồi theo một cuộc trưng cầu dân ý gần đây một phần năm số người bỏ phiếu ủng hộ brexit hiện hối tiếc về lựa chọn của mình khoảng hai phần ba người dân anh nói chung cho rằng quá trình brexit không được xử lý tốt ở hạt kent quá trình chuyển tiếp không hề dễ dàng với công ty nims fruit and Chris. doanh nghiệp anh từng xuất khẩu rau quả sang sáu nước eu phải đối mặt với thuế cao hơn và thủ tục hành chính phức tạp doanh nghiệp này đã mất nhiều khách hàng eu trong khi đó nhập khẩu nông sản từ tây ban nha hay italia cũng rủi ro hơn do hoa quả hỏng trước khi giải quyết xong thông quan, việc làm giấy tờ cũng dễ bị lỗi. Ba năm rồi các vấn đề vẫn chưa được giải quyết đáng kể. Chúng tôi đành tự bỏ cuộc vào lúc này. Xuất khẩu sang EU không còn là trọng tâm nữa. Còn phòng tập leo núi trong nhà In The Rock thì bị thiếu nguồn cung thiết bị phòng tập vì các thiết bị này phải nhập từ EU, trong khi các công ty EU lại không muốn phải đương đầu với thủ tục hải quan phức tạp của phía Anh. Brexit làm tình hình phức tạp đối với chúng tôi khi đặt mua các mấu leo núi gắn tường. Tất cả những mấu ở đây đều thuộc các thương hiệu ở EU. Do Brexit mà giờ việc đặt hàng bị đình trệ, phải mất từ 3 đến 6 tháng mới nhận được hàng. Theo một nghiên cứu, Brexit đã làm giảm 20% lượng trao đổi thương mại giữa Anh và EU. Báo cáo của Bloomberg cho hay nền kinh tế Anh thiệt hại trên 100 tỷ bảng mỗi năm sau Brexit. Brexit cũng được cho là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu hụt lao động EU tại Anh. Rời EU chắc chắn đã kéo kinh tế Anh phát triển chậm lại. Các rào cản thương mại mới đã khiến các công ty Anh khó làm ăn với EU hơn. Về tổng thể, hậu quả là nền kinh tế Anh đang tăng trưởng chậm hơn. Nước Anh trở nên nghèo hơn vì Brexit. Hiện 56% người dân Anh cho rằng rời khỏi EU là một quyết định sai lầm, nhưng việc gia nhập EU trở lại thì lại không có trong chương trình nghị sự. Cả hai chính đảng ở Anh là Đảng Bảo thủ và Công đảng đều muốn thoát khỏi cuộc tranh luận về Brexit và hướng tới tương lai. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa gửi tới các nước thành viên cũng như là các tổ chức phi chính phủ bản dự thảo thỏa thuận về đại dịch toàn cầu, trong đó đề cập đến những biện pháp nhằm bảo đảm rằng thế giới ứng phó mạnh mẽ và công bằng hơn nếu xảy ra đại dịch tiếp theo. Một trong những đề xuất cụ thể nhất trong dự thảo thỏa thuận về đại dịch toàn cầu của WHO là việc dự trữ khoảng 20% các bộ xét nghiệm, vaccine hoặc phương pháp điều trị được phát triển để sử dụng ở những nước nghèo. Dự thảo cũng kêu gọi thiết lập mạng lưới chuỗi cung ứng và logistics đại dịch toàn cầu mới để đảm bảo phân phối các biện pháp đối phó tốt hơn và công bằng hơn, cũng như một kế hoạch bồi thường toàn cầu cho những trường hợp bị tổn thương do vaccine. Các cuộc đàm phán về dự thảo thỏa thuận này sẽ bắt đầu từ ngày 27 tháng 2. Các nước thành viên WHO nhất trí rằng thỏa thuận này sẽ mang tính ràng buộc về pháp lý đối với những nước tham gia ký kết. Năm 2021, thu nhập của tầng lớp giàu nhất đã cao hơn gấp 15,1 lần so với tầng lớp có thu nhập thấp nhất. Đây là thông tin vừa được đưa ra trong báo cáo phân chia thu nhập lao động năm 2021 từ Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc. Số liệu cho thấy là khoảng cách thu nhập giữa các tầng lớp, nhất là nhóm 20% người có thu nhập cao nhất và 20% người có thu nhập thấp nhất ở Hàn Quốc đang ngày càng nới rộng. Đại diện Ủy ban Kế hoạch và Tài chính của Quốc hội cho rằng chính phủ Hàn Quốc cần phải tiếp tục xúc tiến chính sách tăng thu nhập, giảm nhẹ các giảm nhẹ cách biệt thu nhập giữa các tầng lớp sau cú sốc kinh tế từ đại dịch COVID-19. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.